Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm Di trú và cuộc sống Mỹ. Sáng nay thì ra vườn phích thăm vườn, Helen phát hiện ra là có một cây Equisito chín và ra rất là nhiều trái. Thì Helen quay phim lại để cho các bạn xem. Là vì những cái chín này nó đang tươm mật ra, cái khoảnh khắc nó tươm mật ra như vậy thì rất là thú vị. Mình sẽ cho các bạn xem là cái Equisito khi mà nó chín nó đẹp như thế nào nha. Đây, cho các bạn xem nè. Cái này nó đang chín ha, và nó chưa có chín hẳn nên mình không có hái ha. Nó tươm mật ra và cái giọt mật này nó vô tình là nó nằm ở trên cái vị trí vỏ trái nó màu đỏ đó các bạn. Nên khi mà nó tươm mật ra như vậy thì nó thành giọt mật màu đỏ, rất là đáng yêu luôn. Rồi, mình cho các bạn xem một cái khác ha. Một cái chín khác nó cũng đang tươm mật ra nè. Đây, giọt mật này thì các bạn lại thấy nó trong suốt như pha lê vậy đó. Và các bạn nhìn ha, các bạn quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy là cái Equisito này khi chín nó rất là đẹp. Các bạn thấy không, cái vỏ của nó màu vàng nâu ha, sau đó nó có những cái sọc màu đen và nó có đốm màu trắng nữa, rất là đáng yêu luôn. Ở đây cũng có những trái nó đang chuẩn bị chín rồi các bạn, thì nó đã chuyển màu rồi nhưng mà nó chưa có chín, do đó thì nó còn nhỏ đó, nó từ từ nó sẽ lớn lên, nó sẽ phình to ra. Và trong những cái ngày mà cuối cùng khi mà nó chín đủ để chúng ta hái á, thì nó sẽ to lên rất là nhiều so với những ngày trước. Thì mình bọc nó vào những cái bọc như vậy ha. Nếu mà nó chín thì nó tiếp tục chín và nó sẽ ở trong cái bọc này an toàn hơn. Ok, rồi cho các bạn xem một cái nữa. Cái này cũng đang chuẩn bị chín nhưng mà nó lớn rồi đó các bạn. Đó, nó phình to ra rồi đó. Rồi nó còn to nữa ha. Lần trước thì mình quay video về cây Equisito này, mình đánh giá nó là 10 trên 10 điểm, nhưng mà lúc đó thì chưa có phải là cái mùa cái của nó nên các bạn không có thấy rõ ha. Thì video hôm nay Helen cho các bạn xem là cái Equisito nó chín nó đẹp như thế nào. Cây này cũng là cây 2 năm tuổi đó các bạn, nên cái độ lớn của cái trái nó vẫn còn thấp hơn, vẫn còn nhỏ hơn so với những cái năm sau này. Bảo đảm với các bạn là khi cây 3 năm tuổi, 4 năm tuổi trở lên ha, thì cái nó còn lớn nữa. Vì cây nó khỏe rồi đó các bạn. Đây, ở bên đây còn một cái nữa, cũng tươm mật, nhưng mà ít thôi. Phích nó hay ở một điểm là khi mà nó tươm mật ra, là lúc nó chín nó tươm mật ra đó các bạn, thì cái giọt mật nó cong suốt nhưng mà nó dẻo đó các bạn, là mật mà, nên nó không có rớt xuống đất hẳn mà nó cứ nằm trên cái trái như vậy ha, cũng được một thời gian ha. Và nó long lanh như vậy chúng ta nhìn rất là đẹp mắt, rất là vui luôn. Ok, còn khá nhiều cái nữa đó các bạn. Đây, nếu mà bạn nào mà năm vừa rồi chưa có mua được cây Equisito á, thì năm nay ha, tháng 4 của năm 2023 thì các bạn sẽ mua được những cây Equisito. Năm nay thì Helen sẽ cắt hết đinh của nó, dăm cành nhiều hơn và hy vọng là sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn khi mà thích cái loại phích này. Còn những bạn nào mà đã đặt hàng của Helen rồi á, thì yên tâm là các bạn sẽ có cơ hội mua nhiều hơn những người khác ha. Dễ thương không các bạn? Đối với một cái phích mà khi nó tươm mật như vậy á, thì theo kinh nghiệm của Helen thì khoảng từ 3 cho đến 5 ngày nữa là chúng ta hái được ha. Và lưu ý với các bạn một lần nữa là các bạn đừng có nôn nóng hái phích sớm nha. Nếu mà các bạn hái phích sớm thì nó sẽ không có đủ độ ngon, độ ngọt cho các bạn đâu.
Đây này các bạn, cái nhỏ dưới đây nó cũng tươm mật nè, nhưng mà nó chưa ra khỏi vỏ nên chúng ta nhìn giọt mật nó vẫn còn màu vàng long lanh đúng không? Từ nãy giờ là các bạn thấy ba cái nó tươm mật khác nhau ha, bốn cái sorry, nó tươm mật khác nhau, nhưng mà chỉ có cái trên đây nó tươm mật vô tình trúng cái vị trí ký là màu đỏ, do đó giọt mật chúng ta nhìn long lanh thành màu đỏ vậy đó. Những cái còn xanh đó các bạn, nó vẫn đã có những đốm trắng rồi nè, nó vẫn có những đốm trắng rồi ha, đến khi mà nó chín thì nó rất là đẹp luôn. Video này thì Helen quay ngắn thôi ha, để giới thiệu với các bạn cây crystal này nhân lúc mà những trái của nó chín và tươi mật ra nhiều như vậy, mình quay video gửi đến các bạn. Helen dừng chương trình ở đây nha, mến chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành.